Chào các anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã đến với X Talk số 140 và số 177 của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi chương trình bắt đầu, các bạn đừng quên đổi tên theo đúng cú pháp, mã số sinh viên cùng với họ và tên của mình để chúng ta có thể dễ dàng nhận ra nhau hơn. Thưa các bạn thân mến, chương trình học Software Engineer chuyển tiếp lấy bằng đại học FPT đã và đang được rất nhiều học viên lựa chọn bởi nó mở ra cái cửa sở hữu tấm bằng cử nhân kỹ thuật phần mềm trong thời gian ngắn, tiết kiệm thời gian, chi phí và công sức so với mô hình đại học truyền thống. Và hôm nay, Talk có sự tham gia của Esther Trần Bảo Ngân. Bảo Ngân sẽ chia sẻ câu chuyện của mình từ đi học online ở Phoenix đến khi là sinh viên đại học FPT, đi làm từ rất sớm mà hiện tại bạn Ngân đang du học tại Mỹ. Và đã lâu không gặp, Bảo Ngân đã quay trở lại với nhiều thay đổi. Dễ nhận thấy nhất, chị có thể thấy là em đã trưởng thành với nhiều trải nghiệm và trở nên cũng chững chạc hơn rất là nhiều. Không còn là cô bé nữ sinh ngày nào học online trong tiếng còi cấp cứu tại khoảng thời gian dịch Covid nữa rồi. Và chắc hẳn việc hòa nhập ở môi trường mới thì có làm em bận rộn hơn. Và rất cảm ơn em vẫn có thể dành thời gian buổi sáng thứ bảy của mình để tham gia cùng chương trình. Theo như chị được biết thì hiện tại ở bên phía Ngân đang là 7 giờ sáng đúng không? Đúng rồi ạ. Và khi chia sẻ về em thì có nhiều bạn sinh viên và các anh chị staff thì đã nhận ra và rất là bất ngờ khi mà trong khoảng thời gian ngắn chỉ khoảng đâu đó chừng hơn 2 năm một chút, nhưng mà mọi người đã cùng chứng kiến em trải qua rất là nhiều cuộc hành trình. Và hy vọng thì tối nay trong một tiếng đồng hồ của chúng ta cùng nhau ở đây có thể đủ để chị em có thể chia sẻ phần nào những cái câu chuyện của mình. Và ngay lúc này thì Ngân có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân cho các bạn cùng làm quen được không? Vâng ạ. Đầu tiên là em xin chào chị và tất cả mọi người ạ. Em là Trần Bảo Ngân ạ. Em sinh năm 2004 ạ và em đã bắt đầu hành trình ở Phoenix từ tháng 7 năm 2019 cho đến khoảng tháng 6 tháng 7 gì năm 2020 là em đã hoàn thành chương trình ạ. Và sau đó thì em chuyển tiếp sang đại học FPT ạ. Thì hiện tại thì em đang làm đồ án ở đại học FPT ạ. Và đồng thời em làm đồ án online cùng với việc học song song với chương trình đại học ở University of Colorado Denver. Và em rất vui khi được tham gia vào chương trình hôm nay ạ. Cảm ơn em. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu cùng với những cái list câu hỏi mà các bạn đã gửi đến cho chương trình, muốn chương trình gửi đến Ngân nhé. Thì câu hỏi đầu Vâng. tiên, tại sao lại quyết định chọn IT và chọn Phoenix? Em có thể chia sẻ một chút về cái lựa chọn ban đầu của em được không? Vì lúc đấy chị theo theo chị được biết thì lúc đấy là em còn đang học chương trình phổ thông rất là trẻ. Tại sao em có thể biết được mình muốn gì, mình quyết định chọn cái ngành như thế này, Vâng ạ, lại đầu còn là tiên là một nữ sinh nữa? dạ vâng ạ. Thì hồi trước là background của em là về bên toán, là cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông thì em học rất nhiều về toán. Sau đó thì em mới cảm thấy là cái môn IT với lại về coding thì nó cũng khá là hay ạ. Và em cũng muốn thử. Đồng thời khi mà em thấy full chương trình Phoenix thì bố em đăng ký ngay cho em luôn, để tại vì là để xác định được là em có theo được ngành này hay không. Tại vì bố em không muốn là sau khi em lên đại học, em học sau 4 năm mà em lại không cảm thấy không phù hợp, lại chuyển ngành thì như thế rất là phí thời gian của em. Cho nên là có Phoenix thì có cũng là một cơ hội để kiểm tra là em có theo được ngành coding này không. Đó chính là Là cũng là một chứng cơ tỏ là đã được gia đình ủng hộ và được cái sự hậu thuẫn rất lớn từ bố đúng không? hội. Vâng ạ. Thế là một cái thế mạnh rất là lớn rồi, vì mình chỉ thấy là nhiều bạn còn rất là hoang mang trong cái chuyện chọn nghề khi mà đã học đến năm lớp 11, 12 rồi. Nhưng mà chị thấy là em đã được bố của em đồng hành từ rất là sớm. Vậy thì trong cái quá trình học tập ấy, có một số bạn cảm thấy rất là khó khăn trong việc tự tạo động lực và tự học, gây ra tình trạng là gần hết hạn rồi mới hoàn thành chứng chỉ và học gấp, như vậy thì cũng không thấy hiệu quả lắm ấy. Vậy thì anh lấy động lực học tập như thế nào? Có lời khuyên gì dành cho các bạn sinh viên không? Thật ra ban đầu đối với em học Phoenix cũng khá là khó khăn ạ. Tại vì là em vẫn có phải song song với chương trình học ở trường, nó cũng khá là nặng. Thì em cũng khá là chơi vơi thời gian đầu. Nhưng mà sau đấy thì bố em có nói với em là nếu như em học được cái này thì em sẽ phải đỡ thi đại học. Nghĩa là em phải đỡ ôn thi luyện vào cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
và em cũng đã nhanh hơn các bạn, rút ngắn đi khoảng 2 năm, 2 đến 3 năm học offline. Thì lúc đó em mới nghĩ là hiện tại thì vẫn là đang rất là sướng so với là mình tham gia kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông quốc gia rồi. Cho nên em nghĩ là em cần phải cố gắng nhiều hơn. Vậy thì theo em thì với học sinh cấp 2, cấp 3 thì học IT có khó không? Và em vượt qua cái khó khăn ban đầu đấy như thế nào? Em nghĩ là thời gian đầu thường cái gì cũng phải khó khăn ạ. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà mình có khả năng tự học tốt, tự mày mò, mình và phụ huynh cho học viên một cái khả năng gọi là tự học rất là tốt ạ. Và có cả ngũ mentor và cái tutor nữa, mình cần gì mình có thể hỏi ngay lập tức. Thì cho nên em nghĩ là đó là cái mà mình có thể đẩy nhanh cái quá trình học của mình lên và vượt qua được khó khăn ạ. Thì flex một chút nhé. Cái thời điểm năm lớp 12 khi mà các bạn đang ôn thi đại học ấy thì em đang làm gì, học gì? Thời gian mọi người đang ôn thi đại học thì em hoàn thành những cái chứng chỉ cuối cùng của Phoenix, và đến ngày 20 tháng 6 em nhớ thì lúc đó là em bắt đầu đi làm rồi. Em đi làm tại Sky Mavis, thì đến tận ngày 10, cái giữa tháng 7 thì bắt đầu thi trung phổ thông quốc gia. Lúc mọi người vẫn đang ôn thi em đi làm. Wow, lại thêm một chút flex nữa. Chị được biết là song song với cái việc thực tập, song song với cái việc mà đi học ở Đại học FPT thì em đã làm việc ở công ty của anh Nguyễn Thành Trung đúng không? Là tỷ phú công nghệ thông tin trẻ nhất Việt Nam. Vậy thì em có thể chia sẻ một chút xíu về 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 cái quá trình làm thế nào để em có cái offer công việc tốt như vậy được không? Thật ra cơ duyên là nhờ thầy Nam giới thiệu giúp em ấy. Đấy, em rất À, cảm anh ơn. Nguyễn Thành Nam. Vâng ạ. Thì cũng rất là may mắn khi em có được một cái bữa ăn trưa với thầy. Thầy cũng giới thiệu em đến với Sky Mavis ạ. Thì em mới nộp CV vào. Thì đấy cũng là quá trình học ở quá trình thực tập ở Sky Mavis cũng đã giúp em rất nhiều cho đến thời điểm hiện tại. Em học thêm được rất rất nhiều hướng, không chỉ là coding mà là còn là nói chuyện về trong công ty, nói chuyện với các anh chị như thế nào, giao tiếp với các anh chị lớn là sao, và khi mà mình tham gia cuộc họp thì nó sẽ như thế nào. Thì em nghĩ là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Và em nghĩ là em cảm ơn thầy Nam rất nhiều. Thế thì tính ra là chị đã được tiếp xúc với hai bạn học viên của Phoenix và đều đi làm từ rất là sớm, đó là bạn Nguyễn Đình Anh này và bây giờ là bạn Trần Bảo Ngân, và hai bạn đều có một điểm chung đấy là được có một buổi ăn trưa cùng với cả Nguyễn Thành Nam. Thế chứng tỏ là đã có một cái sự định hướng rất là chính xác và đã có một cái lộ trình trong cái buổi đó một chút nào đấy. Anh Nguyễn Thành Nam đã định hướng cho các em đúng không? Vì chị thấy là sau cái buổi ăn trưa đấy, thậm chí là Nguyễn Đình Anh là bạn học viên Phoenix đầu tiên ăn trưa cùng với anh Nguyễn Đình Nam và cũng đã đi làm từ rất là sớm, nhận được bằng đại học từ rất là sớm. Và bây giờ Trần Bảo Ngân cũng chuẩn bị được nhận bằng đại học rồi đúng không? Chuẩn bị đến giai đoạn bảo vệ rồi. Thế thì Vâng. câu hỏi tiếp theo một chút nhé. Theo theo chị được biết thì làm IT trong cái khoảng đi làm đấy, vừa vừa làm đấy thì sẽ chiếm khoảng thời gian và cái sự tập trung rất là lớn. Thì làm thế nào em cân bằng cái thời gian giữa công việc và học tập trong cái khoảng thời gian vừa học vừa làm đó? Em nghĩ là về việc những cái vấn đề mà bài tập trên trường, em nghĩ em phải làm nhanh hết mức có thể. Em phải làm cực kỳ nhanh thì thời gian đấy em mới quay sang để dành cho thời gian làm việc ở trên công ty. Tại vì em nghĩ là thời gian làm việc trên công ty thì em sẽ có nhiều cái kinh nghiệm thực tế hơn. Cho nên là em sẽ dồn nhiều cái thời gian hơn cho nó. Mặc dù là có những đoạn mà em thường ngủ trên xe, hay là bố chở đi học là em ngủ trên xe luôn. Em bị thiếu ngủ. Cho nên Tranh em nghĩ thủ đúng là, không? vâng ạ, tranh thủ từng phút một. Tại vì trong khoảng đấy em vừa đi học, em vừa đi làm, em còn tập thể thao nữa. Em còn tập chạy Ừ, bộ chị được để biết cuối rằng tuần cũng em chạy rất là dài. năng động rất là năng động trong các cái công việc thể thao, thậm chí là chị thấy là em còn đi tham quan đường đua
xe tốc độ cao ở Đài Loan à đúng không? À, không, ở đây ở Canada. À, wow, đi nhiều nơi quá, chị cũng đã theo dõi Facebook của em nhưng mà đi nhiều nơi quá chị cũng không nhớ nổi là những cái địa điểm nào, nhưng chị có nhớ cái hình ảnh là em mặc đồ đua này, xong rồi là đứng ở cái đường đường đua công thức lớn, hay là đó thì rất là năng động trong cái chương trình các môn thể thao. Vậy thì phần lớn thì các bạn học chương trình 5 chứng chỉ ở phân tích thì thấy khó nhất là cái cách duy trì động lực. Em có cái cách nào để có thể là duy trì cái động lực khi mà mình thậm chí là còn thiếu ngủ đúng không? Rồi vừa đi học vừa đi làm. Ngoài cái việc đam mê ra thì chị nghĩ là để mà duy trì cái việc đấy trong khoảng thời gian rất là dài thì nó phải còn là tạo thói quen hay gì đó nữa, thì em có cái bí kíp nào không? Em nghĩ là em rất may mắn khi từ bé đến giờ em không có đi học thêm ạ. Thường em sẽ tự học ở nhà, hoặc là hồi bé thì có bố kèm em, lớn lên thì bắt đầu em tự học dần. Thì em nghĩ là cái việc mà duy trì động lực trong một thời gian rất dài, em nghĩ nó là khá là khó. Mình cần phải cả đam mê và sự quyết tâm nữa. Thì thời điểm đấy cái quyết tâm của em chỉ là không phải để thi đại học ạ. Cho Khi nên mà mình là có cái mục tiêu rồi thì mình dễ định hướng để phấn đấu hơn đúng không? đúng ạ. Và nó em cũng có một cái mục tiêu em muốn là mình phải kiểm tra được là mình đã làm hết mức chưa, mình đã thật sự là mình theo được ngành này hay không, tại vì em vẫn quyết tâm là mình sẽ theo được ngành này, cho nên là em đã phải vượt hết nên những cái sự trì trệ, tại vì cũng có một đoạn thời gian em học phương thức khá là chậm. Thì sau cái đoạn đấy đến đoạn Covid thì em mới là học nhanh hơn, tại vì em thấy là cái ngành này nó bắt đầu phù hợp với mình hơn. Mình đã bắt đầu theo được cái nhịp như thế rồi thì em mới thấy nó ổn hơn ạ. Vậy thì tính đến giờ thì cái chứng chỉ hay là môn học nào mà em cảm thấy khó nhất tại Phoenix? Vâng, theo em nghĩ là cái chứng chỉ một ấy. Nghĩa là bây giờ nếu mà nhìn lại thì em thấy là cái môn đấy nó không có quá khó. Nhưng mà vì em mới bắt đầu học cho nên em bắt đầu em cũng bỡ ngỡ với cái việc mà mình phải hỏi đáp mentor như thế nào. Mình làm thế nào để mình diễn tả được là mình đang bị gặp khó khăn phần này để mình nhờ sự hỗ trợ của mentor và tutor. Thì đấy cũng là một cái em nghĩ là sau này em đã học được. Nghĩa là mình có thể nói được là mình đang khó khăn phần nào. Vậy thì cái khó khăn đó là cái khó khăn bước đầu rồi này. Vậy thì cái khó khăn thứ hai mà chị thấy là các bạn thường hay gặp phải, đấy là một số cái môn học, tức là khi mà em đã bắt đầu cái guồng quay trong cái quá trình học rồi, em bắt đầu làm quen và bắt đầu có cái thói quen học tập thế rồi, vậy thì đến cái khó khăn thứ hai là sẽ có một số môn mà em cảm thấy là không cần lắm hoặc là em đã biết từ trước rồi. Ví dụ như là em đã học, em tự học và em tự mày mò và cảm giác như là những cái kiến thức đấy là em đã biết trước rồi. Vậy thì em có khi nào cảm thấy chán không muốn học không? Em có gặp cái tình trạng như thế không? Em nghĩ là em không ạ. Tại vì là những cái kiến thức mà em học được từ Phoenix là thật ra là những kiến thức em lần đầu tiên thấy ạ. Tại vì từ trước khi đến với Phoenix thì em chưa học gì về coding. Nghĩa là em chưa viết code luôn. Em chỉ biết là mình có một phần mềm mình phải viết những cái dòng như thế rồi mình bấm mình chạy. Em chỉ biết như thế là Pascal và mình ở môn tin học trong trường thôi. Còn để tạo hay những trang web hay là những cái app hay là những cái phần khác em được học trong Phoenix thì đấy là lần đầu tiên em được gặp. Cho nên em cảm thấy là tất cả kiến thức đều rất mới mẻ và em cảm thấy rất là thích thú khi mà học ạ. Em vậy thì cái quá trình học IT và cái quá trình học trung học phổ thông song song như vậy thì có ảnh hưởng hay là có trở nên khó khăn quá với em không? Em nghĩ là em không cảm thấy quá khó khăn ạ. Nhưng mà cái việc mà được cân bằng giữa hai việc học ở trên trường học ở Phoenix ở song song em nghĩ em phải mất cả một chứng chỉ đầu em mới bắt đầu quen được ạ. Nhưng mà em nghĩ là so với cái việc mà đi học thêm sau giờ học, mình lấy thời gian đó để đi tập thể thao, đi học Phoenix thì
nó sẽ, em nghĩ là nó phù hợp với em hơn ạ, Thế vì thì ngoài em không, em cứ nói thì tiếp em được học, vì đi. em được học khi mà em cảm thấy khỏe nhất, nghĩa là em về về nhà xong em đi tập thể thao, em xả hết stress ra rồi thì em mới bắt đầu học tiếp vào, thì em nghĩ cái đó nó mới hấp thụ khả năng nhiều hơn, hấp thụ kiến thức nhiều hơn ạ. Và đỡ những cái vấn đề về cuộc sống của dân IT hơn đúng không? À, vâng ạ. Dân IT Với chị lại thấy nhiều người hay ngồi một chỗ nhiều, gặp nhiều vấn đề về xương cốt. Dạo trước là có một cái chương trình là cuộc sống dân IT, các bạn có chia sẻ, bạn khách mời có chia sẻ về cái vấn đề nên là tập thể dục thể thao nhiều hơn. thì em tự xét cho bản thân mình là cốt 30 phút rồi phải đứng lên đi lòng vòng, xong rồi quay lại cốt tiếp. Em vậy thì ngoài sử dụng cái nguồn tài liệu của Phoenix thì em có nguồn tài liệu tham khảo nào bên ngoài không? Nếu có thì em có thể giới thiệu cho các bạn Easter khác được. Vâng, thường thì em thường đọc cái Kicks for Kicks hay là Tutorial Points. Thì thời gian đầu em đọc 100% tài liệu Phoenix luôn, em chưa có đi ra ngoài em tìm tài liệu. Nhưng mà thời gian sau thì bắt đầu em viết code nó có bug, bắt đầu phải bới tung cái internet lên để bắt đầu tìm cái cách nào để debug cái đó. Dạ vâng ạ. Và lại mentor cũng bắt đầu chỉ em là cái cách mình tìm cái từ khóa thế nào để mình tìm được cái cách xử lý cái bug đó trên Google. Thì em nghĩ Vậy đấy là thì một cái hỗ trợ rất nhiều ạ. chị thấy là em vừa nhắc đến mentor, vậy thì em có cái gợi ý nào về việc tận dụng mentor hoặc là tutor của Phoenix không? Như là nhận xét về hệ thống mentor Hana này có hữu ích không, rồi có hỗ trợ được kịp thời cho em không, chia sẻ một cái kỷ niệm nhỏ với cả mentor của mình được không? Em nghĩ là em cảm ơn rất nhiều anh mentor, ví dụ như anh Hà Khánh Toàn này, hay anh Trần Quốc Tuấn này. Thì những anh mentor đấy là những anh mentor đã hỗ trợ em từ những chính trị rất là đầu tiên, và anh đã có những và mentor Đinh Ngọc Thi nữa. Em chỉ nhớ là hồi em học chính trị 2 là cũng khoảng 2 3 năm rồi ạ, thì có một đợt em với ảnh nói chuyện với nhau liên tục 4 tiếng thì anh support em. Em không, dạ vâng, hai anh em cứ nói chuyện 4 tiếng liên tục, em cứ gửi lỗi qua cho ảnh, ảnh hỗ trợ em debug cái đó, đồng thời anh cũng chia sẻ kinh nghiệm cho em, và hai anh em nói chuyện với nhau mà cứ cứ hết session này thì lại đến session khác, nói liên tục luôn ạ, và em cảm Đã thấy vào là guồng rồi là không ngừng được dạ nữa đúng không? vâng ạ, và em nghĩ là đấy là một cái cơ hội để em được hỗ trợ rất là kịp thời, tại vì nếu như không có chắc em nghĩ mất cả tuần mất. Và đồng thời các chị Hana cũng rất là nhiệt tình ạ. Khi mà em gặp vấn đề gì thì chị sẽ hỗ trợ ngay lập tức ạ. Và Tận rất dụng cái hệ may thống đấy đúng không? mắn. Rất may mắn chị Hana của em chưa hối thúc vào lần nào ạ. Em vẫn kịp tiến độ. Khi mà em vẫn kịp tiến độ thì các Hana sẽ chỉ ở bên cạnh để động viên săn sóc giống như một người chị trong gia đình tôi đúng không? Vâng. Vậy thì nếu mà so sánh bản thân em với cả các bạn cùng trang lứa khác thì em thấy mình có gì khác biệt không? Có trưởng thành hay là thuận lợi hơn ở điểm nào không? Dạ vâng, em nghĩ là em được trưởng thành và hơn ở cái chỗ là em được đi làm rất sớm ạ. Em được ở trong một môi trường doanh nghiệp, được học cái sự làm, sự chuyên nghiệp và cái tác phong làm việc của mọi người ạ. Và đồng thời em nghĩ là em đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian so với các bạn cùng trang lứa. Khi mà các bạn vẫn đang học ở đại học năm nhất, năm hai thì em đã gần xong đại học rồi. Và thời gian mà các bạn phải đi ôn thi thì em có thời gian đó em học luôn cái ngành, cái nghề của mình để em được kiểm tra là em có theo hợp cái ngành này không. Và đồng thời em cũng, em nghĩ là em sẽ tiết kiệm khá nhiều chất xám và thời gian khi em không phải ôn thi đại học. Thậm chí là ngay trước mắt thì có thể thấy là tiết kiệm cả về tiền bạc nữa đúng Dạ vâng ạ. vì là rút ngắn được thời gian học cũng là rút ngắn được cái thời gian chi phí. Ngoài cái chi phí học phí ra thì nếu như mà em học các cái
theo giống như lộ trình truyền thống thì sẽ còn rất nhiều những cái chi phí khác nữa. Vậy thì khi mà em bắt đầu học ở FPT và khi mà em đi làm thì lúc đấy là cái tuổi của em vẫn còn đang rất là trẻ đúng không? Em có gặp khó khăn gì trong trong công việc vì tuổi tác của mình không? Tuổi tác có phải là rào cản hay gì đó không? Em không nghĩ như thế, em cảm thấy là vì mình còn nhỏ nên là trong công ty mọi người khá là chiều em luôn ạ. Em cảm À, thấy được đấy là ưu một tiên điều rất hơn đúng không? là... Vâng ạ, em nghĩ đấy là cái sự rất là may mắn của mình. Và em không nghĩ là tuổi tác là một rào cản vì em thấy ở trên thế giới và ở giới IT có rất nhiều bạn đi làm từ cả 15, 16 tuổi. Nghĩa là tài không đời tuổi luôn. Cho nên em nghĩ là tuổi tác cũng không phải là vấn đề. Quan trọng là mình phải cố gắng học tập, mình thay đổi, mình tiếp cố gắng tiếp thu kiến thức để mình trở thành một phiên bản tốt hơn của mình. Khi mà em học ở FPT thì em có gặp một bạn nào đấy cũng là sinh viên Phoenix ở đó không? Hay là mọi người có ngạc nhiên về cái độ tuổi của em khi mà bỗng dưng là ở trong lớp tại sao lại có một bạn trẻ như thế không? Em vâng ạ, em nghĩ em là bạn Phoenix đầu tiên chuyển đổi sang FPT khi mà từ trung phổ thông sang đại học ở miền Nam ạ. Ở Sài Gòn thì chắc em là người đầu tiên. Thì khi mà em nói chuyện với các bạn, em bảo là mình sắp xong đại học rồi, các bạn sốc lắm. Mấy bạn bảo là Wow. không, mấy bạn không hiểu là trong thời gian cấp 3 các bạn còn đang đi chơi thì em đã học gần xong rồi ạ. Và có những môn mà em học với các anh chị lớn hơn em 2-3 tuổi ạ. Mấy anh chị sốc lắm ạ. Anh chị bảo là nếu mình biết sớm hơn thì mình đâu có phải cực như thế. Vậy thì cái cơ hội công việc đã đến với em là sau cái bữa ăn trưa với cả anh Nguyễn Thành Nam này. Vậy thì em có thể kể chi tiết hơn một chút về cái cơ hội công việc đã đến với em như thế nào không? Chia sẻ kinh nghiệm tìm việc sớm cho các bạn một chút được không? À, vâng ạ. Thì nhà em có định hướng em từ hồi em còn bé, trước khi cả khi em đi vào con đường chuyên toán, là đi theo ngành an ninh điều tra. Tại vì bố em có thấy em có vài nét mình có thể làm được ạ. Thì sau đấy bố em mới phát hiện đó em bị lùn và bị cận. Cho nên là mình bị loại từ vòng gửi xe rồi ạ. Cho nên sau đấy bố em mới bảo là nữa mình không an ninh điều tra được thì tại sao mình không đi an ninh mạng nhỉ? Sau đấy thì bố em mới gặp Phoenix thì bố em mới bắt đầu cho em học kiểu là test xem em có bắt đầu code kiếp được gì không ấy. Rồi sau đấy bố em mới bảo thấy là em code được, bắt đầu mới hướng em đi sang an ninh mạng. Thì buổi ăn trưa đấy em có chia sẻ điều này với thầy Nam. Thì thầy mới bảo là mình có biết mình làm được hay không thì mình phải thử. Mình phải dấn thân vào mình làm. Xong rồi mình mới biết là mình đang sai sót, mình thiếu sót chỗ nào để mình thay đổi. Xong rồi thầy mới giới thiệu cho em ạ. Rồi em mới nộp CV và Sky mới biết ạ. Vậy thì trong cái quá trình quãng thời gian vừa học vừa làm như thế, em có thể chia sẻ một cái kỷ niệm hay là một bài học trải nghiệm nào được không? Em nghĩ cái kỷ niệm mà em nhớ nhất đó chính là 7 giờ sáng ra khỏi nhà đến trường. 9 giờ học xong bắt đầu em quay chạy khẩn cấp về công ty để 10 giờ kịp đi làm. Thì Chạy vâng xô. Thế ạ. thì Em những chị cái kiến thức Những cái kiến thức ở Phoenix thì có giúp gì cho em trong lúc đi làm không? Em có thể à, đưa ra một cái minh chứng cụ thể được không? em nghĩ là có rất nhiều ạ. Và tại vì em nghĩ phần lớn những cái kiến thức của Phoenix lúc thời điểm em học nó khá là thực tế. Nghĩa là em code một project nó giống như thực tế luôn. Thì sau khi em đi làm thì em đã vận dụng cái khả năng tự học. Nghĩa là Phoenix cho em khả năng tự bới tài liệu khắp internet và khả năng mà mình học nói học hỏi và mình hỏi trong công ty lúc em đi làm Sky mới biết em hỏi nhiều lắm. Tại vì thật ra cái những cái kiến thức đó nó cũng khá là mới đối với em. Em hỏi suốt ngày suốt đêm. Sếp em bảo là tự tra Google đi. Dạo gần đây thì có thêm chat GPT, em có sử dụng chat GPT trong quá trình học và làm việc không? Có, em nghĩ đấy là một cái giúp em rút ngắn cái thời gian đi tra Google. Mà em nghĩ là cái khả năng mà hỏi mentor nó cũng đã áp dụng vào cái việc sử dụng chat GPT ạ. Nghĩa là mình nói làm sao cho chat GPT nó hiểu mình.
nó đưa ra cái output mà mình cần nhất, thì em nghĩ là khá là tốt ạ. Thế thì làm thế nào để em luôn vẽ tốt cái sơ đồ tư duy cho một dự án để mà khi code thì nó sẽ có cái logic chặt chẽ khi liên hệ với nhau? À, em nghĩ là Unix mình có dạy cái môn design ạ, software design từ lúc em cái chương trình của em thì là chứng chỉ 5, em không biết là hiện tại nó ở chứng chỉ mấy, thì là mình trước khi mình làm một vấn đề gì đó mình phải vẽ, mình phải list ra được hết tất cả cái trường hợp có khả năng và cái cách xử lý trường hợp nó như thế nào, mình phải viết ra hết trước khi code ạ. Thì em không có vừa code vừa nghĩ, tại vì khi đó bắt đầu nó mình đẻ ra nhiều thứ hơn thì mình có khi mình không trở tay kịp ạ. Thế thì có một bạn sinh viên có gửi đến câu hỏi là thì nhờ Ngân chia sẻ làm thế nào khi mà đối diện với một bài toán lập trình thì lập trình viên có thể có nhiều phương hướng giải quyết thay vì chỉ tập trung vào một phương hướng. Vậy thì những cái kỹ năng nào là cần thiết sau khi khóa học Phoenix kết thúc để có thể đáp ứng cái nhu cầu tuyển dụng? Ngân chia sẻ thêm một chút cái đó được không? Nhưng mà em nghĩ là ngoài những cái là sai mình học Phoenix thì mình phải cần luyện tập hơn, luyện tập thêm rất nhiều thì mình mới có được cái, em nghĩ đó gọi là kinh nghiệm, nghĩa là mình làm càng nhiều mình sẽ biết được là à cái trường hợp nó đến đó thì nó sẽ có những cái hướng như thế nào, hướng giải quyết như thế nào. Nếu mà mình code nhiều project hơn thì mình sẽ có nhiều hướng hơn, mình code một cái thì mình chỉ có đúng một hướng để mình đi thôi. Và đồng thời em nghĩ là mình cũng tham gia các kỳ thi hackathon hoặc là code những project trên mạng, có rất nhiều project open source, có rất nhiều cái đề tài mình có thể mình clone về mình code thử, thì em nghĩ là mình cứ luyện tập càng nhiều thì mình sẽ có càng nhiều kinh nghiệm thôi. Thế thì trong cái quá trình em đi làm ý, thì em có cảm thấy có cái áp lực gì không? Tức là trong cái giai đoạn đi làm, ngoài cái việc là đương nhiên là nhỏ tuổi này được ưu tiên hơn nhiều cái này, nhưng mà trong cái quá trình làm việc thì thường người ta sẽ nhìn đến cái kết quả sau cùng đúng không? Em có bị áp lực Đúng rồi. gì trong cái quãng thời gian đi làm không? Khi mà Dạ đi có làm em rất là nghĩ. sớm như vậy. Dạ vâng ạ. Tại vì có những cái lúc mà em gặp những cái lỗi em không biết giải quyết, nhưng vấn đề là cái deadline nó cứ càng ngày càng dần rồi. Nghĩa là sếp, em khá là may mắn là sếp không đặt deadline quá chặt, nhưng mà có nhiều lúc là nó em cứ kẹt ở đó mãi. Thì đến lúc đó thì em phải không, nếu em không hỏi sếp được em phải hỏi các anh chị khác trong công ty, hỏi những người có nhiều kinh nghiệm hơn thì mới giải quyết được vấn đề đó. Tại vì có nhiều khi em cũng không biết là mình phải tra Google như thế nào để nó ra được cái lỗi đó. Thì em nghĩ là việc giao tiếp nó cũng là điều rất là quan trọng, mình phải giao tiếp được với các anh chị đồng nghiệp thì họ mới hỗ trợ mình được, chứ mình mà ngồi im một chỗ thì không ai biết là mình đang có vấn đề gì ạ. Hòa nhập vào môi trường công sở đúng không? Trong cái độ tuổi rất là sớm như thế để mà hòa nhập cũng khá là khó khăn đúng không? Em nghĩ là em khá là may mắn là vì môi trường ở SkyWay, môi trường rất là tốt ạ. Mọi người rất là vui vẻ và hòa đồng ạ. Và sẵn sàng chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm cho em. Cho nên em cảm thấy em khá là may mắn ạ. Có một bạn Hoàng Kiệt, bạn Hoàng Kiệt có gửi đến câu hỏi là hiện tại em là học viên của Phoenix, đến với Phoenix để chứng minh rằng em có khả năng tự học và khẳng định cơ hội phát triển bản thân em còn đi xa nữa. Nhưng điều em lo lắng là thật sự em có cơ hội nào được chấp nhận và trúng tuyển các công ty công nghệ trong khi em chưa có tấm bằng đại học hay không? Thì với kinh nghiệm của một người đi trước, Ngân có thể chia sẻ thêm một chút về cái câu chuyện của mình để có cái lời khuyên nào đấy cho bạn Hoàng Kiệt được không? Dạ, thì thời điểm em vào SkyWay em còn chưa có bằng cấp 3 nữa. Em còn chưa đi thi trường phổ thông quốc gia nữa. Cho nên em nghĩ là cái có việc có bằng hay không thì nó nói chung chỉ là một yếu tố thôi. Mọi người thường sẽ đánh giá được cái khả năng mà mình có làm được việc hay không, và khả năng mình giao tiếp như thế nào ở trong môi trường công sở. Và em trong thời gian làm SkyWay em phát hiện có rất nhiều anh chị chưa có bằng đại học, hoặc là có bằng đại học ngành khác chứ không phải ngành công nghệ thông tin ấy, mà họ Làm vẫn việc làm trái rất ngành. tốt. Dạ vâng, họ làm rất tốt, họ làm toàn là những vị trí rất quan trọng của team ấy. Nên em nghĩ là có bằng chỉ là một yếu tố thôi ạ.
Theo cái nhận xét khách quan của em có lời khuyên gì cho các bạn sinh viên đang có ý định đi làm cũng như là những bạn đã bắt đầu đi làm không? Em nghĩ là việc mình dựa kinh nghiệm của em nghĩ là mình phải cốt rất nhiều, mình phải tập, mình phải học rất nhiều, tại vì ngành công nghệ thông tin thay đổi như vũ bão luôn ạ. Nghĩa là hôm trước nó có Đúng rồi. thể thế này nhưng mà hôm sau nó lại khác, cho nên mình phải cập nhật liên tục, tự làm mới mình thì mình mới theo kịp với thời đại ạ. Đúng rồi, nó luôn biến đổi từng ngày từng giờ. Thì ở trong cái guồng quay biến đổi từng ngày từng giờ như vậy thì theo em thì em làm thế nào để có thể nâng cao cái trình IT của mình, quá trình vừa học vừa làm có cái lợi thế hay là ưu điểm cho cái việc nâng cao trình độ tay nghề không? Em nghĩ là khi mà vừa học vừa làm thì em sẽ lấy cái kiến thức từ trường áp dụng vào thực tế luôn đó. Là nhiều khi em có sự so sánh giữa cả hai. Và em nghĩ là cộng thêm một vốn tiếng Anh nữa. Tại vì khi mà họ thay đổi thì phần lớn tài liệu bằng tiếng Anh. Nếu mà mình đọc tiếng Anh tốt mình thì mình sẽ tiếp thu cái tài liệu đấy nhanh hơn ạ. Và cái kế tiếp em nghĩ là vẫn lại vấn đề giao tiếp. Nếu mà mình nói chuyện nhiều với các anh chị đi trước hơn, mình sẽ lại học được rất nhiều cái kinh nghiệm từ họ, là cách họ thay đổi như thế nào, thì bản thân họ cũng đã là người thay đổi. Như bây giờ quay lại cái môi trường hiện tại của em đi, thời gian vừa rồi thì chắc là có rất là nhiều biến động đúng không? Thay đổi chỗ ở này, thay đổi múi giờ này, rồi thay đổi cái trường học, số công việc nữa. Vậy thì như thế nhưng mà chắc hẳn là có nhiều điều mà em muốn chia sẻ về những cái thành tựu mình đã đạt được, có thể là chia sẻ thêm cái hành trình của mình tại Mỹ được không? Chị thấy là chị follow Facebook của em thì chị thấy là em đi thăm bảo tàng này, theo thăm rất là nhiều bảo tàng ở Mỹ này, thậm chí là làm quen với cái cuộc sống mới ở trường học này hay là bạn bè mới ở Mỹ, thì em có thể là chia sẻ thêm một chút được không? Em nghĩ cái điều mà giúp em hòa nhập được nhanh như thế là tiếng Anh. Nghĩa là em vào lớp, thầy nói gì em nghe được hết, và bạn bè nói gì cũng vậy, em còn giao tiếp được với họ. Thì có nhiều khi mấy bạn còn không nghĩ em là sinh viên quốc tế. Thì em nghĩ đấy là cái vốn tiếng Anh và cả sức khỏe tốt, nó là hai yếu tố mà giúp em hòa nhập sớm. Tại vì có những hôm em đi bộ đi học dưới trời tuyết cho nên là rất là dễ bệnh, nhưng mà em chưa bệnh lần nào. Thì em nghĩ là những cái thời điểm mà em tập thể thao nó đã tích lũy rất là nhiều cái năng lượng cho đến bây giờ. Và thậm chí là một người mà ở trong cái thời tiết khí hậu nhiệt đới và chưa bao giờ ở cái vùng lạnh đúng không? Em là sinh sống sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn đúng không nhỉ? Thì ở Đúng rồi đó ạ. là quanh năm là mùa nóng rồi, mà đến bây giờ là sang bên đó đột ngột cái thời tiết ở bên đó nó rất là khắc nghiệt. Nhiều khi là đi ra thậm chí có khi không cảm nhận được mặt mình có cảm giác gì nữa đúng không? Rất là khó khăn trong cái việc hòa nhập. Vậy thì em có buồn khi mà phải xa gia đình không? Em không ạ, em nghĩ đấy là một cơ hội để em bước ra thế giới. Nên em nghĩ là cái gì nó cũng có giá của nó. Mình xa gia đình nhưng mà em lại bù lại, em lại được có một cơ hội được học một trường hàng đầu của thế giới, và cũng có rất nhiều cơ hội hơn ở các công ty công nghệ bên này, và được làm quen với rất nhiều các bạn quốc tế. Em thấy các bạn ở Mỹ họ được cái rất là năng động, họ sẵn sàng nêu ra ý kiến của họ giữa lớp cả trăm người luôn, một mình họ đứng lên họ đã nói. Em nghĩ đấy là điều em cũng cần phải học ở họ. Môi trường có thể là tự do để mình thể hiện bản thân và tự do để mình tìm kiếm những cái thông tin mới đúng không? Thì cái em khi mà ở đó thì em có cảm nhận gì về cái tỷ lệ tìm kiếm công việc về ngành công nghệ thông tin có thực sự dễ như là chúng ta đang nghĩ hay không? Vì chị thấy là nhiều bạn khi mà bắt đầu học công nghệ thông tin thì cũng rất muốn là tìm đến những cái đất nước mà nó có sự phát triển về kinh tế và sự phát triển về ngành công nghệ thông tin. Thế thì đương nhiên là những cái đất nước mà chúng ta nhắm đến thì chị thấy nhiều là về Nhật này, rồi Canada này, rồi Mỹ này. Thì em có thể chia sẻ thêm một chút về cái lý do mà em lựa chọn khi mà em đến Mỹ và em cảm nhận gì về cái tỷ lệ tìm kiếm công việc ở đó?
Em nghĩ là cái công việc IT ở Mỹ vẫn đang rất nhiều. Mặc dù họ vẫn đang trong thời điểm layoff, nhưng bù lại thì mình là người ở nước ngoài, mình muốn được họ nhận vào thì mình phải giỏi hơn rất nhiều lần so với người bản xứ thì mình mới lấy được vị trí đó. Em nghĩ là thật sự là nó rất nhiều nhưng cũng không phải dễ để mà được một offer, một cái job. Mình phải vượt trội hơn rất nhiều cái ứng viên cùng là người nước ngoài như mình và cả ứng viên người bản xứ nữa. Cho nên em nghĩ là mình phải thật sự làm tốt bản thân mình hơn và cái tiếng Anh vẫn là cái điều tiên quyết đó. Mình phải giao tiếp được, mình phải viết được văn bản, mình phải nói được. Tại thì ở hơn ít thì có những cái chương trình những cái con đường du học, bởi vì là có chúng ta có hợp tác với một số cái trường đại học như là Đại học CTU này, rồi cái trường đại học ở như là Deakin này, có rất nhiều cái cơ hội cho các bạn có thể tìm kiếm cái con đường du học ở nước ngoài, và chị cũng rất là mừng khi mà thấy Bảo Ngân có thể tìm được một cái con đường cho riêng mình, và hiện tại em đang ở Mỹ rồi. Vậy thì học công nghệ, em cảm thấy là học cái công nghệ thông tin ở nước ngoài thì em gặp những cái khó khăn gì so với cái việc học ở trong nước? Hiện tại thì em nghĩ là em chưa gặp khó khăn gì ạ. Tại vì nó cũng khá là giống khi em học ở FPT hay là học ở Phoenix. Thường các bạn phải tự năng động mà tìm những cái nguồn tài liệu năng động để lại giải quyết một vấn đề. Em nghĩ là cái điểm điểm mà Phoenix đã cho em đó chính là năng tự tìm tòi, tự học hỏi. Chị em thấy là cái chương trình của cả Phoenix, cái FP nó cũng đã khá là gần với thế giới rồi. Cho nên hiện tại là em không gặp nhiều khó khăn. Em nghĩ khó khăn duy nhất của em hiện tại chỉ là thời tiết thôi. Vậy thì cái cuộc sống ở bên đó thì như thế nào? Có cạnh tranh hay là đắt đỏ nhiều lắm không? Em rất may mắn khi được là ở nhà của dì ạ. Cho nên nó cũng đỡ đi phần chi phí và phần ăn uống. Và đương nhiên thì ở bên này cái lương của họ cao cho nên là cái việc mà mức sống sẽ đắt hơn ở Việt Nam khá là nhiều. Thì khi mà em học tập và sinh sống ở Mỹ thì em có cảm thấy là mình cần lưu ý điều gì, hay là có cái lời khuyên gì cho các bạn khi mà các bạn muốn tìm hiểu về cuộc sống ở nước ngoài không? Em nghĩ điều quan trọng nhất là mình phải nói và giao tiếp bằng tiếng Anh ạ. Ít ra là mình còn nói được và mình tìm đường đi xe buýt. Ví dụ bên này em thấy là đi xe buýt thì tàu điện ngầm hay các phương tiện công cộng mà mình mà không nói được tiếng Anh là rất khả năng dễ bị lạc. Ngôn Cái tiếp ngữ là là cái khả năng để hòa đồng đầu tiên đúng không? và cái tiếp là sức khỏe, thì mình khỏe mình mới làm được nhiều điều. Cho nên Nhất em là nghĩ trong đấy thời là tiết khắc nghiệt nữa. tại vì van của em là cả nước Mỹ đổ về để trực tuyết ạ. Cho nên rất là lạnh. Vâng ạ. Vậy thì làm thế nào để em có thể tập trung và tránh bị sao nhãng bởi bởi cái thứ nhất là mạng xã hội này, thứ hai là cái cuộc sống khi mà mới làm quen ở bên đó thì nó cũng em cũng phải dành nhiều thời gian để có thể hòa nhập hơn này. Thế thì cái cách để tập trung tránh bị sao nhãng và cái cách để cân bằng năng lượng cảm xúc khi mà làm việc quá nhiều trước máy tính thì chia sẻ thêm một chút được không? Em nghĩ đấy là sự rèn luyện từ nhỏ. Từ bé là em đã không chơi game. Mặc dù em lớn lên cùng lúc với cái thời điểm mà công nghệ bắt đầu phát triển. Có rất nhiều game ở trên cả điện thoại lẫn cả máy tính nữa. Nhưng mà em rất cảm ơn là nhờ bố đã rèn cho em từ bé. Em không chơi game mà một khi ra học thì phải tập trung. Thì em nghĩ đó là một cái quá trình rất là dài để mình rèn luyện. Thì em có thể chia sẻ một chút cho các bạn là cần trang bị những cái gì để có thể là đi du học ở nước ngoài, về cái quá trình lựa chọn này, cái quá trình chuẩn bị về giấy tờ, về hành trang, rồi thủ tục về học tập nữa. Em có thể chia sẻ cụ thể hơn được không? Toàn bộ giấy tờ mà để nộp vào cho trường và cả nộp vào khi mà xin visa là một mình em làm. Thì
Dạ vâng ạ, không, không nhờ ai hết ạ. Thì em nghĩ đấy, cái điều đầu tiên quan trọng nhất là cũng là tiếng Anh đấy. Em trước khi nộp đơn thì em nộp khá là trễ. Sau khi em đi Canada về em mới nghĩ là à, mình mới có khả năng động visa Mỹ. Thì khoảng tháng 9 em mới bắt đầu nộp hồ sơ để cho kỳ Spring là tháng 1. Thì nó khá là gấp luôn. Thì lúc đó em phải viết mail cho trường bên này là vì em là sinh viên chuyển tiếp. Em chuyển chứng chỉ từ những chứng chỉ mà em học cả Phoenix và FPT em chuyển sang đây chứ em không phải là sinh viên học lại từ đầu. Cho nên nó về phần giấy tờ em nghĩ nó là lại thêm một bậc nó khá là khác biệt. Cho nên là em phải viết mail rất nhiều, em giao tiếp với trường là em phải hỏi trường là những giấy tờ gì mà em cần nộp cho họ những gì. Rồi em cần chứng minh điều gì với họ và cái hạn nộp như thế nào, học phí là như thế nào thì em phải giao tiếp với họ và bới tung các web của họ lên. Thì vì thường những cái thông tin đó họ để trên web rất là nhiều. Nhưng mà có rất nhiều cái mà em thắc mắc thì em sẽ viết mail hỏi họ. Thì có một đoạn thời gian là em tập viết như kiểu viết luận luôn á. Cứ viết mail liên tục. Về kế tiếp là em nghĩ là mình phải có IELTS. Tại vì ở đây họ ít nhất yêu cầu thấp nhất cũng đã phải là 6 chấm rồi ạ. Thì mình mới không phải Là học yêu cầu về cái... tiếng đúng không? Dạ vâng, không phải học cái tiếng Anh trước khi vào đại học. Mình có thể vào luôn chương trình học luôn ạ. Kế tiếp là bảng điểm ạ. Thì em nghĩ là bảng điểm mà điểm càng cao thì mình càng có học bổng nhiều hơn ạ. Mình Dĩ sẽ... nhiên rồi. Dạ vâng ạ. Em với photo bảng điểm của cả Phoenix và cả FPT và cả bảng điểm cấp 3 nữa. Tại vì mặc dù là họ bảo là em chuyển tiếp hơn 24 chứng chỉ thì em không cần cả bảng điểm cấp 3. Chỉ cần bảng điểm của cả Phoenix và FPT thôi. Nhưng mà em cũng nộp cái đó luôn. Và cuối cùng là nộp bài luận để họ xem là họ có nhận mình vào hay không. Rồi sau đấy thì họ mới trả kết quả về. Và nếu mà họ nhận thì bắt đầu mới bắt đầu làm visa. Rất là may mắn khi mà em có thể là em giao tiếp được tiếng Anh. Còn chị thấy là khi mà tự làm được giấy tờ, nó vừa là rút ngắn được cái thời gian chờ đợi thủ tục này, rồi rút ngắn được cả cái những cái lần sửa chữa rồi các thứ nếu như mà phải qua bên thứ ba này. Cả hai nữa là nó tiết kiệm được rất nhiều về chi phí đúng không? Dạ Nếu vâng như ạ. mà với cả hơn nữa là bây giờ hiện tại Phoenix và cái chương trình chuyển tiếp FPT, khi mà em các sinh viên mà muốn theo học hay là đi du học thì thường là có những cái chương trình, có những cái trường đại học mà đang có hợp tác với cả Phoenix thì em sẽ rút bớt được rất nhiều những cái thủ tục giống như mà em vừa nói, ví dụ như là về chuyển đổi bảng điểm này các thứ đúng không? Rồi nếu như mà vậy thì về chi phí, khi mà lược bớt được một số những cái phần phần đó rồi, em có thể chia sẻ thêm một chút về cái chi phí, ở chi phí đi lại này, rồi chi phí vé máy bay rồi đi sang bên đó, và cái chi phí cuộc sống ấy thì nó có đắt đỏ hơn ở bên này nhiều không? Em nghĩ là đắt hơn nhiều nhưng mà về cái chi phí đi lại thì vì em có thẻ học sinh cho nên em đi tàu điện đến trường thì chỉ là 150 đô cho 6 tháng, nó rẻ hơn rất nhiều Ừ, luôn rẻ hơn rất là nhiều so với bình thường ạ. đúng không? Mà em thấy ở Denver này họ không có soát vé ấy, ai lên cũng được. Đúng rồi, À. nhưng mà em vẫn có mua cái thẻ học sinh ạ. Tại Chúng vì ta mình cũng trung thực nên mà. lường trước, đúng rồi, lường trước được những cái vấn đề. Ví dụ như chị nghe hoặc chị đọc những cái thông tin trên mạng, thường lại về những cái nước phát triển ấy, nhiều khi họ không, tức là họ sẽ không giám sát ngay cái lúc đấy, nhưng mà để mà về sau nó sẽ hiện lên cái hồ sơ của em khi mà em đi xin việc hoặc là em muốn định cư ở cái đất nước đó. Chủ yếu chị thấy những cái thông tin trốn vé tàu ở Nhật, ở Hàn các thứ, sau khi mà học xong mà đi tìm việc làm nó hiện hết trên CV, và hầu như các công ty đều là sẽ loại bỏ những cái CV như vậy. Là chúng ta hãy cứ sống trung thực đúng không? Dạ đúng Vì rồi. dù sao thì nó cũng chỉ là những cái khoản nhỏ thôi. Em... Những cái khác biệt về văn hóa và môi trường học tập làm việc ở Mỹ thì có phải là trở ngại lớn cho sinh viên hay là người lao động không? Em có thấy cái sự khác biệt đó không? Ừ, em có nghĩ là nhịp sống này họ rất là nhanh, họ rất là hối hả. Mình nhìn trên đường cao tốc họ chạy là mình thấy sốc rồi. Họ chạy rất là ào à.
họ chạy rất là, em nghĩ mình dùng cái từ nóng tính, tại vì là cái thời gian bên này rất là quý. Khi mà họ làm thời gian đấy họ đi làm thì họ sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nếu cứ rề rà, cứ chậm. Nên em nghĩ là cái nhịp sống bên này nó rất là nhanh và mình cũng phải là người năng động để đáp ứng được với nhịp sống đó. Giống như là một cuộc chạy đua đúng không? Nhưng mà chị nghĩ là với một bạn năng động và tham gia rất nhiều giải chạy marathon đúng không? Thì em thì có thể chắc là chạy vẫn kịp. Em Không, chị chạy thấy dưới nhiều tuyết mấy lần rồi ạ. chị thấy nhiều bạn là thường chạy ra ngõ cũng phải nhảy lên xe máy, là chắc là sang đó sẽ hơi mệt đấy đúng không? Đúng rồi ạ. Một ngày đi học em đi bộ khoảng 2 mile là khoảng 3,2 km ạ. Nghĩa là đi từ nhà ra chặng tàu, rồi chặng tàu đến đến trường, rồi lại đi giữa các tòa nhà trong trường. Mà hôm nào mà trời tuyết thì đấy là một trải nghiệm nó trơn ơi là trơn luôn. Đi như À trượt thế băng. à, Dạ vâng. thật ra thì với những người mà chưa ở đến cái đất nước mà có tuyết bao giờ như chị thì đang cảm giác là tuyết rơi các thứ là đang rất là lãng mạn, rất là kiểu chill chill ấy. Chưa được Giờ em sợ trải tuyết nghiệm luôn ạ. cái cuộc sống. Vậy thì cuộc sống tại Mỹ thì có vẻ khá là áp lực theo Ngân, thì cái điều này là có thật hay không hay là mọi người chỉ nói quá lên thôi? Em nghĩ áp lực thật đấy. Tại vì cái đồng tiền bên này nó khá là, họ nếu mà mình cứ nỗ lực mình cố gắng làm thì sẽ có rất nhiều tiền ạ. Nhưng mà nằm không thì bắt đầu sẽ bị xã hội nó loại bỏ dần. Cho nên áp lực cũng có, nhưng mà áp lực tạo kim cương mà. Cho nên em nghĩ là nó vẫn sẽ ổn. Ai chịu được áp lực thì sẽ rất là thành công ở đây. Có bạn Trương Quang Vinh có gửi đến cho Ngân một câu hỏi, đấy là bạn có thể chia sẻ bí quyết để học thật nhanh các môn học tại Phoenix không, và trình tự tối ưu nhất để thực hiện các nội dung trong một môn học theo bạn là gì? Ví dụ nên học lý thuyết trước hay là thực hành trước, nên xem video của nhà trường cung cấp hay là nên tự tìm hiểu ở ngoài trên YouTube? Em nghĩ là em sẽ học lý thuyết cùng lúc với cả làm assignment. Nghĩa là lý thuyết và thực tế đó là cái cách học của em là em sẽ mở một trang lý thuyết ở bên trái và một cái assignment bên phải. Nghĩa là cứ cốt đoạn nào không biết thì sẽ lật luôn cả lý thuyết. Tại vì khi em đọc lý thuyết suôn mà em không không thực hành ngay em sẽ quên. Em sẽ không có áp dụng, em kiểu giống như là chỉ đọc cho nó lướt qua thôi ạ. Nghĩa là nó không thấm vào người. Cái kế tiếp em nghĩ là cần phải có những mentor ruột á. Mình có nhiều khi em còn không không hỏi qua hệ thống, em còn hỏi qua Facebook cho nó nhanh luôn Ừ. ạ. Hỏi liên tục luôn ạ. Thì có những mentor ruột thì họ sẽ biết được cái quá trình mình đã đi, mình đã vướng những cái gì, Lộ mình trình yếu cái học gì. tập của mình đúng Dạ vâng. Giống như một kèm một ấy ạ. không? Ừ. Đấy Dạ vâng. cũng là một lợi thế đúng không? Bởi vì nếu như mà em học ở các cái môi trường truyền thống thì rất là khó để mà có thể đúng được các thầy cô ngay lập tức, bất kể thời gian nào để có thể hỏi han nhiều như vậy. Thì bạn là Hồ Thị Hồng Phương có muốn hỏi là thế thì cái điều gì khó khăn nhất trên cái chặng đường mà vượt qua, chia sẻ. Em nghĩ cái điều khó khăn nhất là khả năng sắp xếp thời gian ạ. Tại vì em luôn làm 2 đến 3 việc cùng một lúc. Ví dụ như hồi cấp 3 thì em vừa học đại học, vừa học trong chương trình ở trên trường và vừa phải tập thể thao, vẫn phải duy trì cả ba cái trong cùng thời điểm. Và sau khi hết đại học thì bắt đầu em lại vừa đi làm vừa học ở FU. Còn đến bây giờ thì em vừa học ở trường chính khóa vừa làm đồ án tốt nghiệp ở FU. Nên em luôn làm 2 đến 3 việc cùng một lúc. Nên em nghĩ cái khó khăn nhất của em là việc sắp xếp thời gian ạ. Có nhiều khi cả 2-3 cái nó deadline nó dồn vào người em cùng một lúc ạ. Ví dụ như hôm qua là em phải nộp bài viết luận cho cô khoảng 5 đến 7 trang A4 bằng tiếng Anh hoàn toàn luôn. Nhưng mà đồ án ở Phoenix thì, à, đồ án ở FPT thì nó lại sắp đến rồi, nó dí em 2 cái một lúc. Có rất nhiều khi là em không có xếp được thời gian. Nên em nghĩ là nó là điểm khó khăn nhất của em trong cái quá trình đã qua. Một câu hỏi hơi chưa chiều một tí nhé. Vậy thì nếu như mà được lựa chọn thì em muốn sống và làm việc ở thành phố nào? Ở
tính toàn trên toàn bộ tất cả các địa điểm trên thế giới đi, hoặc là đặc biệt là em muốn muốn sống và làm việc ở thành phố nào, có thể chia sẻ một chút về cái ước mơ và cái dự định này không? Em nghĩ là ở bất kỳ thành phố Mỹ nào ở Mỹ cũng rất là tốt ạ. Em thì khá là dễ tính ở cái nơi sống. Nhưng mà nếu như được thể lựa chọn thì em nghĩ là ở Virginia, là ở gần Washington DC, ở gần thủ đô. Tại vì cái đợt Spring Break rồi em có sang đấy thì em thấy thời tiết nó khá là ôn hòa đối với em ạ. Nghĩa là nó cũng có lạnh nhưng mà nó cũng không đến mức mà lạnh khủng hoảng như ở Denver. Nó khắc nghiệt quá đúng không? Địa điểm Dạ bây giờ vâng. đang sinh sống khắc nghiệt quá. Vì là Em thật nghĩ ra nếu mà để mà so sánh là chênh lệch đến mấy chục độ ấy đúng không? Đang ở Sài Gòn rất là nắng nóng như thế, sang chuyển ngoặt một phát thành là trời tuyết rồi đóng băng các thứ luôn. là thì thường mọi người cũng hay nói ở California, nhưng mà em nghĩ ở đó nó có rất nhiều hãng công ty lớn, thì đó cũng có rất nhiều cơ hội, nhưng mà đồng nghĩa cũng là rất nhiều sự cạnh tranh ạ. Thời tiết nó cũng, em nghĩ là cũng khá là ổn thôi. Rất ít khi có tuyết. Chỉ có vài vùng có tuyết thôi. Thế thì nó cũng na ná, tức là nó cũng chỉ chênh lệch một chút so với ở miền Bắc Việt Nam thôi đúng không, Dạ vâng. nó cũng Em nghĩ không thời chênh tiết ở lệch đấy khá là đẹp luôn ạ. nó sẽ không nóng bức quá mức như là ở ở Việt Nam, mùa hè ở Việt Nam đúng không? Thì trong cái quá trình học và làm ý, thì ngay khi mà em cảm thấy quen thuộc với một ngôn ngữ lập trình hay là framework mới thì lại có hai ba ngôn ngữ lập trình mới ra đời đúng không, liên tục cái kiến thức mới nó được cập nhật và thay thế. Vậy thì làm thế nào để em không cảm thấy nhàm chán trong công việc và bắt kịp với những cái xu hướng mới nhất? Em nghĩ là việc tự tạo động lực cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Động lực của em hiện tại là em nghĩ là em cần hoàn thành đồ án thật nhanh, xong rồi bắt đầu nghiên cứu thêm về ngành an ninh mạng. Thì em tự đặt ra những mục tiêu, những cái sự nghiên cứu cho mình. Vì thật ra là khi em học ở Phoenix thì em được dạy về Java, về JavaScript. Thì khi em đi làm thì các sếp bảo là công ty đang code bằng Python hay Golang. Ngay lập tức em phải thử, phải thay đổi bản thân mình. Nên em nghĩ cái việc mà thay đổi liên tục đấy nó cũng là cái cơ hội dành cho dân IT. Nghĩa là ai thay đổi càng nhanh thì họ sẽ càng có nhiều cơ hội. Vậy thì bởi vì là chị thấy là cái khoảng thời gian của chương trình cũng đang trong cái giai đoạn chạy thức rút rồi. Vậy thì cái lời khuyên sau cùng và chia sẻ thêm một chút về cái kế hoạch và dự định sắp tới của em được không? Như là kế hoạch về học tập này, kế hoạch về định cư này, rồi kế hoạch là khi nào về Việt Nam này, kế hoạch khi nào nhận bằng đại học ở Việt Nam này. Đó, em có thể chia sẻ thêm một chút về cái kế hoạch và cái dự định sắp tới, sau đó là cái lời khuyên sau cùng cho các bạn được không? Dự định sắp tới của em là đầu tháng 5 em sẽ trở về Việt Nam để bảo vệ đồ án, bảo vệ offline ở FPT. Sau đấy thì em sẽ dành cả mùa hè ở Việt Nam để hoàn thành những môn còn lại FPT để lấy bằng. Tại vì hiện tại em còn 3 đến 4 môn chưa hoàn thành. Thì em nghĩ đấy là một cái kế hoạch tạm thời của em thôi ạ. Còn về kế hoạch định cư thì hiện tại em chưa có. Tại vì thật ra định cư Mỹ cũng rất là khó, không phải dễ. Trước mắt là vẫn là kế hoạch học tập đúng không? Kế hoạch học tập Dạ vâng. rồi làm quen với môi trường sống. Thật ra thì để mà tìm đến một cái đất nước mới, một cái môi trường sống mới, nó cũng đã là một cái cơ hội rất là lớn để em có thể rèn luyện bản thân rồi. Và nó cũng chắc chắn là nó cũng sẽ mang lại những cái cơ hội mới. Em cũng có thể tìm được cái cơ hội về offer học bổng thêm này, rồi cơ hội về công việc nữa, thậm chí là cơ hội về công việc để có thể làm việc ở đó nữa đúng không? Em thấy có một bạn hỏi là mình làm hồ sơ chuyển tiếp với trường không hợp tác với Phoenix thì có khó khăn không ạ? Hiện tại em nghĩ là không quá khó khăn ạ, tại vì trường đã cho em được 38 chứng chỉ.
38 tín chỉ được chuyển từ cả Phoenix và cả FPT sang để học tiếp ạ. Em nghĩ con số đó cũng không quá nhiều so với khoảng 100 tín chỉ mà em đã học. Nhưng mà em nghĩ là vẫn chuyển được ạ. Nghĩa là thậm chí là tất cả trường đại học ở Việt Nam đều có thể chuyển tín chỉ của mình sang Mỹ. Vấn đề là được nhiều hay ít thôi. Và cái thực ra thì nó cũng là một cái lợi thế khi mà các bạn có thể chuyển tiếp như vậy. Và nếu như mà các bạn lựa chọn cái chương trình và những cái trường học mà có hợp tác với Phoenix thì lại càng dễ dàng hơn khi mà đã có cái con đường dọn sẵn cho các bạn rồi, đúng không? Mentor rồi Hana rồi tất cả mọi người có thể là hỗ trợ bạn trong cái việc làm hồ sơ chuyển tiếp này, những cái cơ hội, những cái môn học là nó đã được chọn sẵn rồi, đã được dọn đường sẵn rồi, nó sẽ rất là dễ dàng hơn. Và những cái trường mà đang hợp tác với cả Phoenix như là CTU hay là Deakin thì cũng là những trường rất là nổi tiếng về công nghệ thông tin, các bạn có thể là lựa chọn. Ngoài ra thì nếu như mà để thử thách bản thân nhiều hơn thì cũng có thể như Bảo Ngân, đúng không? Nhưng mà chị thấy là cái con đường đó thì thực sự là nếu như các bạn lựa chọn thì rất là khó, bởi vì thấy là Bảo Ngân cũng đã chầy chật một khoảng thời gian khá là dài để có thể là tự thu xếp được cái hồ sơ của mình, đúng không? Hơn nữa là Bảo Ngân lại còn có người nhà bên đấy rồi nữa, nên là chị nghĩ là cái thủ tục các thứ nó sẽ dễ dàng hơn, sẽ có nhiều kinh nghiệm người đi trước hơn so với các bạn. Thật ra là em tự làm, tại vì là người anh các anh họ em ở bên này thì là người bản xứ rồi ạ, những cái À, thủ tức tục là vào nó lại có cả quốc tịch rồi ạ, trên cái à. thủ tục của họ nó sẽ khác với mình, Ừ. nên Nhưng là mà cũng phải là có hậu thuẫn, đúng không? thử. Mình cũng đã Thì tự tin là à, bên đó là mình đã có người thân chờ đợi ở bên đó rồi. vâng ạ, thời Chứ điểm với mang hồ một sơ bạn là mà bắt đầu đi với chưa có cái hành trang và chưa có hậu thuẫn thì nó chắc chắn nó sẽ khó khăn nhiều hơn. Trong khi là Phoenix đang có cái con đường dọn sẵn cho các bạn rồi, các bạn có thể suy nghĩ. Một cái lời chúc hay là một cái lời chúc hay là một cái chia sẻ sau cùng dành cho các bạn, Bảo Ngân có thể chuyển đến các bạn được không? Em nghĩ là em mong là mọi người sẽ dễ dàng vượt qua được cái sức ỳ của mình và cái nâng cao được khả năng tự học, tự thay đổi bản thân, và mọi người nên rèn luyện sức khỏe để có nhiều năng lượng hơn ở trong ngành này. Tại vì để giữ được một cái động lực ở trong ngành này, em nghĩ là mình phải phải có rất nhiều sức khỏe và quyết tâm thì mới được. Rồi, giống như là anh Nguyễn Thành Nam đã từng có chia sẻ là tôi muốn nhắc mọi người rằng là chúng tôi không dạy trực tuyến mà là dạy việc tự học trên nền tảng internet, đúng không? Nhận đúng đấy ạ. Cảm ơn Ngân rất là nhiều bởi vì đã dành thời gian buổi sáng thứ bảy khác với mọi người ở đây. Ngân đang là buổi sáng đúng không? Buổi sáng thứ bảy để đến với chương trình Ip Talk ngày hôm nay và chia sẻ rất là nhiều cái bí quyết cũng như là kinh nghiệm hết sức là thiết thực cho các bạn sinh viên khác. Vậy thì chúc em sẽ có thể tiếp tục giữ vững những cái tinh thần và nhiệt huyết để đạt được thành tựu trong công việc, trong cuộc sống cũng như là cho mọi kế hoạch sắp tới mà em đang ấp ủ. Và chúc em chân cứng đá mềm, đường xa đường khó nhưng mà sẽ ngày càng vững vàng và thành công hơn. Và một lần nữa xin là cảm ơn Bảo Ngân, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chương trình TikTok vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần. Chúc mọi người một buổi tối cuối tuần vui vẻ. Chúc Bảo Ngân một ngày thứ bảy vui vẻ. Cảm ơn Bảo Ngân, cảm ơn cả nhà. Em chào mọi người ạ. Và em hẹn gặp mọi người ở X-Day khi mà em về Việt Nam ạ, vào tháng 5 này ạ. X đây ở Sài Gòn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Không chắc em sẽ ra được Hà Nội đâu ạ. Rất là mong sẽ được gặp Bảo Ngân. Chị nhớ là 2 năm trước khi mà được chia sẻ cùng với Bảo Ngân thì thấy lúc đó là Bảo Ngân vẫn còn rất là một cô nữ sinh rất là ngây thơ và bây giờ chững chạc và rất là xinh xắn, có vẻ như là hợp khí hậu bên đó đúng không?
Chị thấy rất là xinh hơn nhiều đấy. Rằng chắc là tại em chú trong nhà biết da nó trắng vậy ạ. Ừ, với cả khí hậu lạnh thì thường nó cũng sẽ làm cho da rẻ thì nó sẽ trắng mịn hơn là ở bên mình thì phải. Cái đấy em không biết ạ. Cảm ơn Bảo Ngân, cảm ơn cả nhà nhé. Vâng ạ. Hẹn gặp lại Em các chào mọi bạn, người hẹn ạ. gặp lại Ngân.